Xin chào quý vị và các anh chị, chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản. Video ngày hôm nay thì Tùng sẽ nói với các anh chị về một cái điểm sáng trong cái thị trường bất động sản trong đầu tháng 4 năm nay. Khi mà hầu hết các thị trường thì bất động sản đều đang rất là lặng sóng và giá bất động sản thì có cái xu hướng là đang điều chỉnh đi xuống một chút xíu ở các khu vực trung tâm, còn các khu vực vùng ven thì cũng đã giảm khoảng tầm từ 20 cho đến khoảng hơn 50% tùy vào từng khu vực. Nhưng mà về cái thanh khoản của thị trường bất động sản thì nó cũng còn đang rất là chậm như thưa quý anh chị. Nhưng mà đặc biệt là trong mấy ngày vừa qua thì chúng ta nhìn thấy một cái thông tin là sốt đất tại khu vực Cam Lâm của tỉnh Khánh Hòa. Vậy thì lý do vì sao nó lại có cái câu chuyện sốt đất này? Thì Tùng cũng sẽ đưa một số luận điểm mà Tùng nhìn thấy ở cái khu vực Khánh Hòa, đặc biệt là khu vực Cam Lâm. Và Tùng tin rằng là trong năm nay hoặc năm 2024 sẽ còn có những cái đợt sốt đất tại khu vực này nữa, để chúng ta có thể nhìn, nếu như mà nó là một cơ hội thì anh chị hoàn toàn có thể cái quan tâm, còn nếu như nó có thể là một cái bẫy thì anh chị cũng có thể né ra nha. Thì cái này thì không phải lời khuyên đầu tư, cho nên anh chị có thể xem để chúng ta tham khảo với cái thị trường bất động sản. Bởi vì Khánh Hòa được nhà nước, Thủ tướng Chính phủ cũng như là nhà nước hiện tại đang quy hoạch trở nên một khu vực rất là đặc biệt nha thưa quý anh chị. Vậy thì về cái việc mà sốt đất thì nó bắt đầu từ câu chuyện là phê duyệt quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 đến 2030 và được phê duyệt ngày 29 tháng 3 năm 2023. Thì đây chính là cái tâm điểm chính để mà khiến cho khu vực Cam Lâm sốt đất trong mấy ngày vừa qua. Nhưng mà sốt đất thật hay sốt đất ảo thì chúng ta có thể nên đi xem thực tế thì chúng ta sẽ được biết về cái khu vực này. Rồi, về cái quyết định phê duyệt của tỉnh Khánh Hòa là từ 2021 đến 2030 thì có điểm gì đặc biệt, thì chúng ta có thể xem qua cái khu vực này. Thì khu vực này ấy, thì việc mà Khánh Hòa thì nó sẽ mục tiêu phát triển của nó, nên thưa quý anh chị, điểm đặc biệt của nó sẽ là mục tiêu phát triển của đến 2030. Thì đến 2030 Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm dịch vụ du lịch biển quốc tế, một cực tăng trưởng trung tâm của vực khu vực duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. GDP đầu quân đầu người phấn đấu vào nhóm 15 tỉnh thành phố cao nhất cả nước. Thì cái điểm đặc biệt của chúng ta nhìn thấy rằng là ở một cái địa phương trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì hiện tại chúng ta cũng chỉ có là bốn thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn và Cần Thơ, là chia cho bốn khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Miền Nam là Sài Gòn và có khu vực miền Tây, chính là đồng bằng sông Cửu Long, chính là thành phố Cần Thơ. Vậy thì chúng ta có nhìn thấy rằng là một cái khu thành phố Khánh Hòa có thể sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương thứ 5 của Việt Nam của chúng ta vào khoảng 2030. Nhưng mà cho anh chị có thể nhìn thấy rằng là về cái việc về phát triển kinh tế cũng như là Khánh Hòa trước giờ thì chỉ nổi tiếng nổi bật chủ yếu về ngành du lịch, đó chính là thành phố Nha Trang và khu vực Cam Ranh. Vậy thì lý do gì để mà nhà nước mục tiêu phấn đấu để phát triển khu vực này để trở thành một thành phố trực thuộc trung ương trong vòng chỉ khoảng 7 năm nữa? Thì rõ ràng là việc nhà nước sẽ cần phải đổ một nguồn tiền rất là lớn, rất là khủng khiếp vào trong khu vực Khánh Hòa để phát triển, để mà Khánh Hòa có thể đạt tiêu chuẩn trở thành một cái thành phố trực thuộc trung ương. Vậy thì để mà đạt thành phố trực thuộc trung ương thì ngoài các cái vấn đề về phát triển hạ tầng ra thì nó còn phát triển về về các khu đô thị, về các cái khu công nghiệp, cảng biển. Và cái việc mà Nha Trang Khánh Hòa nó sẽ phát triển chủ yếu về các cái hướng chính, đó đầu tiên là về cái ngành du lịch, là cái ngành mà trước giờ là Nha Trang là một cái điểm mà có cái bề dày về lịch sử phát triển ngành du lịch của chúng ta rất là thịnh vượng. Cái thứ hai đó chính là về ngành logistics, khi mà Nha Trang ở một cái nơi mà có cái điều kiện địa lý cực kỳ thuận tiện để phát triển các cái cảng biển, ví dụ như khu vực Vân Phong hoặc là khu vực Cam Ranh, thì sẽ trở thành những cái khu vực cảng biển, rồi kèm với cảng biển thì nó sẽ là các ngành công nghiệp đi theo để phát triển khu vực Nha Trang cũng như là khu vực Tây Nguyên.
Vậy thì chính vì vậy mà chúng ta cũng nhìn thấy rằng là trong cái thời gian này thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái cao tốc mà đi từ Nha Trang đến Buôn Ma Thuột là khu vực Tây Nguyên cũng đang được gấp rút triển khai. Thì đấy nó sẽ đi kèm một cái vùng để phát triển các khu công nghiệp cũng như phát triển một vùng từ cái chìa khóa đó chính là khu vực Khánh Hòa của chúng ta. Vậy thì trong cái này thì nó sẽ có một điểm đặc biệt nữa là về cái phần phát triển các khu đô thị thì chúng ta cũng nhìn thấy đây là về các cái khu đô thị của khu vực Khánh Hòa thì chúng ta sẽ có tầm nhìn 2025, tầm nhìn 2030. Thì riêng thành phố Nha Trang sẽ dự kiến trở thành cái đô thị loại 1, thành phố Cam Ranh thì thành đô thị loại 2, khu vực Ninh Hòa thì sẽ thành đô thị loại 3. Còn chúng ta có thể nhìn thấy điểm đặc biệt là huyện Cam Lâm. Nãy bây giờ nó chỉ là cái huyện thôi mà đã được hướng đến 2030 là đô thị Cam Lâm là một đô thị loại 1 luôn thưa quý anh chị. Và 2025 thì sẽ là đô thị loại 4 và loại 5. Loại 4 coi như là loại 4 đi, sau này thì sẽ trở thành khu đô thị loại 1, nghĩa là tương đương với thành phố Nha Trang. Và khu vực huyện Cam Lâm thì thời điểm hiện tại thì nó chỉ là một khu vực giống như kiểu là nông thôn thôi, thì chỉ trong vòng 7 năm để phát triển trở thành một cái đô thị loại 1 thì rõ ràng là có phải có điểm gì đặc biệt phải không thưa anh chị. Điểm đặc biệt của chính khu vực Cam Lâm thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái khu vực Vingroup dự án Cam Lâm Nha Trang. Thì đây là một cái dự án mà được Vin đưa ra với tỉnh Khánh Hòa, và dự kiến là cái khu vực này chính là khu vực ở huyện Cam Lâm, thì lấy toàn bộ khu vực đập thủy triều cũng như là một phần của bãi dài nằm sát với khu vực đây chính là sân bay Cam Ranh này. Đó thì toàn bộ cái khu vực này có tổng diện tích lên đến khoảng hơn 1.800 hectare. Thì đây là cái khu vực mà sẽ được chia làm 3 khu đô thị, là đô thị Vingroup, khu đô thị sinh thái hàng đầu thế giới, khu đô thị sân bay cao cấp, sau đó là quần thể vui chơi giải trí lớn nhất thế giới. Vậy thì với cả ba cái khu đô thị này á thì nó sẽ phủ một khu vực rất là lớn, và gần như là Vin sẽ đập đi xây lại toàn bộ cái khu vực này. Đó thì đây là một cái điểm rất là khủng khiếp tại cái dự án này, và Tùng thấy rằng là nếu như mà Vin thực sự làm được thì đây rõ ràng sẽ trở thành một cái nơi mà top 1 ở Việt Nam của chúng ta về du lịch nghỉ dưỡng, cũng có thể nói là một cái nơi để an cư lạc nghiệp, thì đây sẽ là top 1 ở Việt Nam của chúng ta khi mà ở đây chúng ta có sân bay quốc tế này, rồi chúng ta sẽ có cái cảng biển quốc tế Cam Ranh này. Đó, rồi ở đây là một đại đô thị khu vực này về vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng cũng như là phát triển khu đô thị, phát triển trung tâm tài chính. Và phát triển về phía bắc của thành phố Nha Trang đó chính là khu vực Vịnh Vân Phong cũng như là Ninh Hòa, thì sẽ là những cái khu vực mà phát triển mạnh về công nghiệp. Rồi khu vực này sẽ phát triển mạnh về du lịch cũng như là các ngành logistics, những cái ngành gọi là ngành công nghiệp công nghệ cao như thưa quý chị. Vậy thì toàn bộ cái khu vực này thì đây là một cái phác thảo về cái việc quy hoạch dự kiến của Vingroup trình với tỉnh Nha Trang cũng như là với nhà nước của chúng ta. Và trong một số và trong một vài ngày vừa qua thì cũng có một số cái bản đồ được lưu truyền nhau, thì ở khu vực này á chính là khu vực Cam Lâm đây thưa quý anh chị. Đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất chưa chính thức nha thưa anh chị, đây là chỉ một cái thông tin được mọi người truyền nhau ra, thì hiện tại chưa có chính thức. Và chúng ta có thể nhìn thấy là toàn bộ cái khu vực này đổi sang phủ hồng, và những cái nơi mà nằm ngoài quy hoạch phủ hồng chính này này thì hiện tại chính là những cái nơi sốt đất, ví dụ như là Cam Hiệp Nam và Cam Hiệp Bắc, là những cái khu vực Cam Hiệp Nam Bắc này, rồi Cam Hiệp Nam này, những khu vực mà an toàn nằm ngoài quy hoạch. Thì với cái giá trị bất động sản ở khu vực này chỉ dao động trong khoảng tầm 3 đến 4 triệu trên mét vuông. Thì nếu như mà khu vực Cam Lâm này phát triển với tầm nhìn của tập đoàn Vingroup để phát triển dự án ở đây với hàng nhiều tỷ đô như vậy, thì chắc chắn một điều rằng là những cái bất động sản ở đây á, trong cái thời gian tương lai, nghĩa là nếu mà nhìn tầm 3 năm, 5 năm, 7 năm, 2030 thì với mức giá 3 triệu thì hoàn toàn có thể lên nước gấp nhân 5, nhân 10 tùy vào cái tình hình bất động sản ở khu vực này. Bởi vì rõ ràng là nhân 3, nhân 10 thì thật ra nó cũng chỉ mới nhân 5, nhân 10 thì nó cũng chỉ mới dao động trong khoảng tầm 15 đến 30 30 triệu đồng trên một mét vuông mà thôi. Nhưng mà sau này khi mà Vin phát triển các dự án ở đây thì tất nhiên là cái giá trị bất động sản Vin bán ra nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với các bất động sản ở đây. Chính vì vậy cho nên là thứ nhất là nằm ngoài quy hoạch, thứ hai là về cái giá thành hiện tại còn đang rất là rẻ, cho nên là chính vì vậy mà
rất là nhiều nhà đầu tư đã quan tâm trong năm 2022, và sang 2023 thì nhờ cái việc mà có những cái quyết định quy hoạch sử dụng đất, những cái bản đồ như thế này, thì một số nhà đầu tư họ quyết định họ sẽ mua trong giai đoạn này khi mà thị trường bất động sản đang điều chỉnh. Rồi một số người đang bị kẹt hàng tại khu vực các cái khu vực này cũng cố gắng để thoát hàng, để giải quyết các vấn đề ví dụ như là nợ ngân hàng hiện tại. Thì chính vì vậy cho nên là cái thời gian vừa qua thì chúng ta nhìn thấy là trong vòng vài ngày đầu tháng 4 thì rất là nhiều người đến các khu vực này để mà chúng ta thấy là họ mua bán bất động sản. Nhưng mà mua bán có thực hay không thì chúng ta thì cũng không có nắm rõ. Về các khu vực này rất là dễ để chúng ta biết được, đó là anh chị chỉ cần đến cái Sở Tài nguyên Môi trường, cái khu vực mà hoặc là văn phòng một cửa, khi cái nơi mà chúng ta nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là nhiều hay ít thì rất là dễ. Cái thứ hai nữa là đi đến khu vực, các khu vực văn phòng công chứng tại cái khu vực này, cái việc mà người dân đến công chứng sang nhượng đất có nhiều hay không thì chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy rằng cái thị trường thực sự có giao dịch hay không, thì chúng ta rất là dễ có thể nhìn thấy điều đó. Nhưng mà chủ yếu trong cái giai đoạn này, khi mà thị trường chung đang xấu như thế này, thì rõ ràng là cái sóng đợt này khả năng là sóng ảo thôi. Nhưng mà khi mà những cái bản đồ quy hoạch này nó được chi tiết mà nó được duyệt, có đóng dấu đàng hoàng, thì khả năng sẽ có những cái đợt sóng tiếp theo vào cái khu vực Cam Lâm, khi mà cái giá trị bất động sản các khu vực mà dân cư ở khu vực này hiện tại bây giờ còn đang khá là rẻ thôi nhé. Chứ còn trước đây thì thông tin là trước đây giá còn rẻ hơn rất là nhiều. Rồi về có một bản đồ khác nữa, thì bản đồ bên này thì nó chỉ là bản đồ quy hoạch sử dụng đất rất là chung chung, còn ở bên này thì chúng ta có cái bản đồ về các cái tuyến đường nhìn có vẻ khá là chi tiết hơn. Thì đây là một số những cái bản đồ được các anh em trong ngành chia sẻ với nhau. Thì đây là cái mà tôi muốn chia sẻ với anh chị. Thì lý do chính mà chúng ta số đất đó chính là khu vực mà dự án của Vin sẽ hình thành khu vực này. Vậy thì cái khu vực quy hoạch Cam Lâm trở thành khu đô thị sân bay tầm quốc tế thì có điểm gì đặc biệt, thì cũng có thể chia sẻ với anh chị một chút xíu. Là theo cái quyết định số 1052 ngày 7 tháng 9 2022, thì khu vực này chúng ta sẽ có là mục tiêu quy hoạch nhằm hình thành khu đô thị sân bay hiện đại sinh thái đẳng cấp quốc tế, phát triển đô thị sân bay kết hợp trung tâm tài chính trí tuệ đổi mới sáng tạo toàn cầu để chuyển giao áp dụng các xu hướng phát triển tương lai như AI, năng lượng xanh, xây dựng trung tâm khoa học công nghệ tầm quốc tế và định hướng phát triển các cơ sở giáo dục và y tế mang tầm quốc tế quốc gia tại huyện Cam Lâm, kết nối đồng bộ cơ sở hạ tầng dịch vụ logistics cùng với cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Phát triển đô thị mới Cam Lâm với hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, đô thị thông minh sinh thái bền vững, góp phần quan trọng đưa Khánh Hòa trở thành khu đô thị trực thuộc trung ương trong giai đoạn đến năm 2030. Thì đây là một cái tham vọng rất là lớn, rất là mạnh của tỉnh Khánh Hòa, bởi vì thực sự mà nói là thời điểm hiện tại thì tỉnh Khánh Hòa về các chỉ tiêu mà có thể để trở thành một cái khu thành phố trực thuộc trung ương thì còn khá là xa nha. Vậy cho nên là khi mà tầm nhìn 2030, rõ ràng là khi mà dòng tiền đổ vào tỉnh Khánh Hòa để mà tập trung tỉnh này trở thành cái tỉnh thành phố thuộc trực thuộc trung ương thứ 5 của Việt Nam chúng ta, thì chắc chắn rồi, khi mà nơi đâu mà đổ một cái dòng tiền lớn vào ấy, thì nó sẽ tạo ra lạm phát. Ở đây nó sẽ áp đến tất cả những cái gì có ở trên cái tỉnh đó, và đặc biệt bất động sản sẽ là một trong số những cái thứ được tác động nhiều nhất khi mà cái dòng tiền lớn đổ vào. Mà dòng tiền lớn ở đây là dòng tiền của nhà nước, dòng tiền của các tập đoàn lớn như Vin phát triển các khu đô thị, các khu vui chơi giải trí, rồi phát triển các cái cảng biển quốc tế cũng như là các cái khu công nghiệp, thì đó cũng sẽ là những cái nơi mà tập trung rất là nhiều tiền để đi vào. Cho nên là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là khu vực miền Nam thì Nha Trang, Khánh Hòa đang là một cái tỉnh mà thực sự là trong vòng vài năm tới là chúng ta phải quan tâm đến cái thị trường này, bởi vì khả năng nó sẽ có sự thay đổi rất là lớn nha nha thưa anh chị. Bởi vì khu vực Khánh Hòa thì thật ra mỗi năm thì nếu mà nói về lượng mưa thì nó chỉ dao động trong khoảng tầm 2 tháng và rất là ít khi bị bão lũ. Ngoài ra là về cái nhiệt độ thì khu vực Khánh Hòa là khu vực đặc biệt là Nha Trang thì với lại Cam Lâm thì là khu vực mà có cái nhiệt độ rất là hài hòa, chỉ dao động trong khoảng 28 độ, nghĩa là nó tương đương với Phú Quốc của chúng ta. Đấy, mà về cái
đường xá lưu thông thì lại cực kỳ thuận tiện khi mà chúng ta có sân bay quốc tế Cam Ranh, sân bay rất là đông khách, các cái nước từ các nước như ví dụ như là Nga, rồi Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước ở khu vực châu Âu về khu vực Nha Trang rất là nhiều, cho nên là tạo ra một cái điểm nhấn đặc biệt. Ngoài ra thì chúng ta có cái vịnh Vân Phong này, chúng ta còn có vịnh Nha Trang này, những cái vịnh mà cực kỳ đắc địa để phát triển các cái khu vực logistics trọng điểm, và rồi về an ninh quốc phòng thì cũng rất là tuyệt vời. Đấy, thì câu chuyện là với hơn 18.000 hectare như vậy thì nếu như mà Vin đập đi xây lại toàn bộ khu vực đó thì câu chuyện rất là khó. Tùng đã đặt ra tự hỏi đó là làm sao mà Vin có thể giải phóng mặt bằng toàn bộ cái khu vực đó được, bởi vì thực sự mà nói là để mà giải phóng mặt bằng một dự án một vài trăm hectare mà doanh nghiệp phải tự bàn thảo với dân nó đã là khó rồi, vậy thì làm sao mà có thể một tập đoàn có thể phát triển một cái khu vực lớn như vậy nhé. Thì đây là một câu hỏi thì Tùng cũng tìm hiểu và chúng ta có một câu trả lời, đó là thu hồi giải phóng mặt bằng khu đô thị sân bay sẽ do nhà nước thực hiện, nha các anh chị. Thì chúng ta cũng lưu ý rằng là những cái khu vực nào mà dính phải cái khu vực này thì nhà nước sẽ đứng ra là người sẽ đứng ra giải phóng mặt bằng, thì đây mới là một cái điều kiện để có thể làm được cái khu đô thị này. Bởi vì toàn bộ cái khu vực này là đập đi xây lại, khi mà nghĩa là sao, toàn bộ các cái cơ sở hạ tầng rồi đường xá dân cư nhà cửa sẽ bị di rời, hoặc di rời dính vào ấy, các cái dự án của Vin sẽ di rời hết. Vậy thì rõ ràng là câu chuyện là cần phải có nhà nước đứng ra thu hồi thì mới có khả năng làm được cái dự án này, còn bản thân nếu Vin đứng ra mà giải phóng mặt bằng ở đây thì rất là khó có thể làm được, như các anh chị. Anh sở nhận thấy khu vực sân bay Cam Lâm thuộc dự án xây dựng đô thị mới, theo đó về khung chính sách bồi thường hỗ trợ giá tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã được quy định cụ thể bởi luật đất đai, nghị định 47 của chính phủ và thông tư 36 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Đây cũng là cái lý do mà tại sao một số những cái khu vực mà nằm trong cái mảng hồng này này, nếu anh chị mà quan tâm những cái khu vực nằm trong mảng hồng này, anh chị rất là cẩn thận nha. Bởi vì khả năng cao là cái khu vực này sẽ bị giải phóng toàn bộ, nghĩa là nhà nước sẽ giải phóng và tái định cư tại chỗ. Thì tái định cư đây thì có khả năng là sẽ tái định cư bằng đất, hoặc là những người nào không có đủ tiêu chuẩn tái định cư bằng đất thì sẽ tái định cư bằng nhà ở xã hội. Thế chứ chúng ta có thể nhìn thấy là dự kiến trong khoảng quý 2 năm 2023, khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh sẽ được vào giai đoạn triển khai xây dựng. Dự án này do Muối Cam Ranh, công ty con của Vinhome làm chủ đầu tư và quy mô là 88 hectare. Thế thì với 88 hectare đó thì chúng ta có thể nhìn thấy ở ngay đây chính là khu vực vị trí mà 88 hectare nhà ở xã hội thì Vin sẽ khả năng có dự kiến trong phát triển trong khoảng quý 2 năm nay. Đó thì nếu như có mặt bằng thì Vin cũng dự kiến là trong 2023 này thì Vin sẽ bắt đầu phát triển khu vực Cam Lâm. Chính vì vậy mà trong năm 2022 cũng như là 2023 này mà thì khu vực Cam Lâm là một khu vực trọng điểm được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Thì đấy chính là cái lý do mà tại sao khu vực này sốt đất trong thời gian vừa qua, trong mấy ngày vừa qua. Thứ nhất là vì về những cái thông tin quy hoạch của khu vực tỉnh Khánh Hòa đã được phê duyệt. Rồi chúng ta cũng đang chỉ chờ cái bản đồ chi tiết quy hoạch chi tiết hơn của khu vực tỉnh Khánh Hòa nữa, là sẽ có khả năng sẽ có những cái đợt sốt đất tiếp theo đi theo khu vực này. Khi mà trong thị trường như thế này thì nếu anh chị có mà quan tâm đầu tư thì anh chị cũng phải rất là cẩn trọng trong việc là đi với những cái thị trường bên này, bởi vì một cái thị trường xa, nếu anh chị không có thực sự am hiểu với cái thị trường thì khả năng chúng ta sẽ rất dễ bị các cái cạm bẫy về quy hoạch trong khu vực này, cũng như là chúng ta mua phải mức giá thành cao hơn nhiều so với mức giá thị trường thì cái việc mà chúng ta có lời sẽ rất là lâu nha. Rồi đây là những chia sẻ của Tùng về khu vực Cam Lâm, tại sao nó sốt đất và tại sao khu vực này hướng tới trong tương lai sẽ là một cái điểm cực kỳ đặc biệt mà nếu như chúng ta đang quan tâm đầu tư bất động sản thì chúng ta cũng nên biết về khu vực này. Một cái tỉnh thành trực thuộc trung ương, dự kiến là thứ năm của Việt Nam của chúng ta, rất là đáng để quan tâm. Rồi cảm ơn quý vị đã quan anh chị đã quan tâm theo dõi và rất là kỳ vọng là nhận được những chia sẻ đánh giá của anh chị trong video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và anh chị, và nhớ like để ủng hộ kênh Thế Tùng Bất Động Sản tiếp tục phát triển nha quý anh chị.